Cô Thu Hoa chào tất cả các con. Vậy là hôm nay chúng mình sẽ được tìm hiểu thêm những kiến thức rất thú vị trong một phần hướng dẫn của cô Hoa và chủ đề lựa chọn trong tuần này chính là chuyên đề kiến thức trọng tâm về quan hệ từ. Trong chương trình học thì các con thấy ở phần luyện từ và câu cũng như phần là tập làm văn sẽ gặp rất nhiều các quan hệ từ đúng chưa? Vậy tìm hiểu xem quan hệ từ như thế nào, nó là những từ như thế nào và được sử dụng ra sao thì buổi ngày hôm nay cô Hoa sẽ hướng dẫn cả lớp tìm hiểu về chủ đề này. Đầu tiên các con sẽ thấy quan hệ từ nó là một dạng trong từ nối và chúng mình đã được học từ nối thì đầu tiên sẽ có cách nối trực tiếp cách nối trực tiếp là mình sử dụng dấu câu ví dụ như là thường sử dụng dấu phẩy và cách nối gián tiếp bằng các quan hệ từ bằng các cặp quan hệ từ và bằng từ hô ứng tuy nhiên ở đây thì cô sẽ dành riêng một buổi một chuyên đề khác để nói về cách sử dụng dấu câu từ nối như thế nào và sử dụng từ hô ứng ra sao và chúng mình sẽ bắt đầu ngay buổi trao đổi ngày hôm nay về quan hệ từ và cặp quan hệ từ các con thấy quan hệ từ là nằm trong từ nối đúng chưa nào? Và nó có cả cặp quan hệ từ nữa. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn về quan hệ từ, cặp quan hệ từ và gợi ý cho các con một số dạng bài tập thường gặp về quan hệ từ và cặp quan hệ từ. Thế, quan hệ từ là thế nào? Đúng không? Cô đã sử dụng một hình ảnh minh họa đây. Bạn nào mà đã từng học với cô A thì chắc chắn sẽ biết cô thường xuyên sử dụng dạng sơ đồ tư duy để tổng hợp và ghi nhớ kiến thức cho các con. Khi tìm hiểu về quan hệ từ thì chúng mình cũng tìm hiểu cho cô về khái niệm thế nào là quan hệ từ, nó được sử dụng ra sao. Và đặc biệt cô sẽ đưa thêm một số ví dụ minh họa về quan hệ từ cho cả lớp dễ hiểu. Lưu ý cho cô, quan hệ từ hiểu một cách đơn giản nhất đó chính là từ nối. Nó dùng để nối giữa từ với từ, vế với vế, câu với câu, giữa đoạn văn với đoạn văn. Nhớ nhá, nó là từ nối, từ với từ, vế với vế, câu với câu và đoạn văn với đoạn văn. Ví dụ chúng mình thường sử dụng khá nhiều các quan hệ từ như là và với hay hoặc nhưng mà thì vì nên chẳng hạn đúng không? Thì tùy vào từng trường hợp khi mà mục đích nói của mình định nói như thế nào thì mình sử dụng quan hệ từ cho phù hợp. Ở đây cô sẽ lấy ví dụ về sử dụng quan hệ từ và chẳng hạn. Tôi và bạn ấy đã giúp đỡ nhau trong kỳ thi vừa rồi. Thì từ và ở đây nối tôi và bạn ấy tức là đối tượng cùng chỉ người thì mình sẽ sử dụng từ và hoặc mình sẽ sử dụng từ và khi sử dụng thường thường sẽ là sử dụng cùng từ loại ví dụ như là xinh đẹp và thông minh, hát hay và múa đẹp. Ví dụ như thế. Thứ hai là lớp chúng tôi đang lựa chọn đi công viên hoặc đi vườn bách thú thì ở đây cần phải có sự lựa chọn giữa cái này với cái kia thì mình sẽ sử dụng quan hệ từ là hoặc. Nhớ nha, quan hệ từ nó là từ nối và tùy thuộc vào mục đích nói mà các con sử dụng các quan hệ từ phù hợp cho cô.